Thưa quý vị, với đặc điểm thích nghi tốt với đa dạng môi trường nuôi như vùng nước ngọt, mặn, lợ, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư cho vùng nuôi thấp, mô hình nuôi cá chốt trâu đang là sự lựa chọn của một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nhiều người nuôi đang kỳ vọng loài thủy sản mới này sẽ đem lại một kết quả khả quan hơn các loài thủy sản khác. Theo các hộ nuôi, so với nuôi tôm thẻ, tôm sú thì nuôi cá chốt nhẹ công hơn và cũng ít chi phí đầu tư. Mỗi ngày cá ăn 2 lần, sáng và chiều. Người nuôi có thể sử dụng thức ăn dạng viên hoặc cá tạp xay nhuyễn. Cá chốt cũng chịu độ mặn khá cao, đến 15 phần ngàn, mật độ cá khoảng 100 con trên 1 mét vuông. Người nuôi phải kệ quạt vào khoảng nửa đêm đến sáng hôm sau để tạo độ oxy trong ao, cá sẽ ăn mạnh hơn. Cá chốt nuôi khoảng 5 tháng sẽ cho thu hoạch với kích cỡ khoảng 30 tới 20 con một ký. Hiện nay, giá cá chốt cũng khá cao, trên 100 ngàn đồng một ký, nên nông dân rất hào hứng với mô hình này. Đây cũng là một hướng đi mới của nông dân trong việc phát triển thêm loài thủy sản nhằm tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, đầu ra của cá chốt đang là mối lo cho người nuôi vì diện tích sản lượng thu hoạch càng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng rớt giá như nhiều loài thủy sản trước đây.